Hello hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là thằng Tín Đen anh em ơi. Thì trong clip này tôi sẽ review cho anh em xem một cái đội hình cực kỳ là choáng nhất từ mọi thời đại luôn anh em ạ. Đội hình này thì ai cũng biết rồi anh em ơi. Trong server 10 ông hết 8 ông chơi con này. Đấy, chắc chắn sẽ chơi. Chắc chắn sẽ có anh em ạ. Chơi không tôi biết mà chắc chắn sẽ có. Đó chính là con Unova anh em ạ. Nhưng mà anh em có bao giờ mà chiêm ngưỡng em nó với sức mạnh tối thượng tận tới là 38 cụ được chiến chưa? Chỉ số cực kỳ là ghê luôn đấy. 256k speed anh em à. Với lại kết hợp với lại là em White Black trạng thái bá chủ nữa anh em ơi, hút thêm lượng chỉ số nữa thì anh em biết rồi. Cực kỳ là ghê luôn. Đấy, thì trong cái clip này thì tôi sẽ review cho anh em xem cái đội hình này nhá. Thì đội hình này thì tuy mới mà thì cũ là mới anh em ạ. Chả có gì mới anh em, cũ rích luôn. Thì bá chủ thì quá bình thường đâu anh em ơi. Quan trọng tôi muốn review cho anh em xem trạng thái thường. Lý do tại sao em này luôn luôn là một trong những sự lựa chọn của nông dân VIP 0, VIP 1, VIP 2. Để anh em VIP thấp anh em ạ, VIP cao cũng chơi được, VIP thấp cũng chơi được anh em ơi. Thì thứ nhất, nó rất là dễ lấy anh em ạ, chỉ có 500 sách thôi. Với lại lấy nó thì đã được đi mở thêm cái phiêu lưu ký. Đấy, và đi ải cực kỳ nhanh. Cộng thêm nó có thể chơi đơn thể một mình nó, hoặc là nó có thể kết hợp với White Black, cặp đôi nhiều người chơi nhất Buki đại chiến đấy, một trong những cặp đôi nhá. Ok, cặp đôi nha anh em, tôi không nói bét bét thì con ho thì chả có gì để nói rồi anh em ạ. Còn mà nói về cái con này mà để kết hợp với con White Black thì ối ôi luôn anh em ơi, khỏe cực kỳ, hút HP, speed, crit, dam bao choáy. Ok, giờ mình sẽ qua cái bộ này. Nói chung là con này chả có gì là test anh em ạ. Quan trọng tôi chỉ mấy chiêu này thì khỏi nha anh em ơi. Mấy chiêu này thì chả vấn đề gì. Quan trọng tôi muốn đọc cho anh em xem lý do tại sao con Unova này nhiều người chơi. Sau khi vào trận đọc cái ba ba bét một thể đó anh em ạ. Sau khi vào trận Kim Ura thừa hưởng tất cả HP tối đa 40% nhé. Dam là tất cả những bét Vita con White với con Black đấy anh em, hai con ấy. Là được mỗi con 40% HP tối đa. Đấy, Dam của Black Kyurem Vita và 15% speed chuyển hóa thành thuộc tính bản thân, kế thừa 40% HP tối đa. Crit của White Kyurem bá chủ Vita, 15% speed chuyển hóa thành thuộc tính của bản thân. Hơi rắc rối nhưng mà chỉ số nó tăng là quá cao anh em. Ở trong bộ kỹ năng thì ông nào cũng biết rồi. Giờ mà tớ tôi ngồi tôi đọc review cho anh em ấy thì nó lại rất là chán cái clip của mình. Nên là tôi sẽ qua vấn đề luôn, tôi sẽ không review thêm cái skill này nữa. Mà là tôi để vào sẵn lý do tại sao nhiều ông muốn chơi con Unova này. Sự lựa chọn không thể nào thiếu trong cái đồ hình của mình nhá. Thì con ạc server mới của mình cũng chơi con này luôn anh em ạ. À. Và đấy cũng là lý do tôi đọc sẵn anh em lý do tại sao tôi lại chơi con này nhá. Thứ nhất, nó đẹp anh em. Thứ đẹp, nó đẹp, nó công nhận nó đẹp thật anh em ạ. À. Nó lai giữa hai con White với lại con Black chẳng phải thường ấy. Nhìn nó cũng đẹp phết đấy. Rồi tiếp theo chính là bộ hệ thống kỹ năng của nó, là một con bét năng sách không thể nào bộ kỹ năng nó ngon được như con này. Đấy là lý do duy nhất mà khiến con này ngang ngửa con hô nếu mà về so lên bàn cân đấy. Một trong hai sự lựa chọn quá là tuyệt vời, tôi chọn cả hai tại vì tôi nạp tiền anh em. Đấy là lý do tại sao anh em nông dân phải xem clip này để hiểu được rõ cái em Unova đấy. Thì bộ kỹ năng của em nói mình biết rồi, hệ băng một trong những hệ ngon nhất của game, xong hệ rồng là thôi anh em ạ. À, vừa xong hệ băng vừa xong hệ rồng, vừa không sợ Unova lại không lại đánh với những con khác không sợ luôn anh em ạ. À, hệ bay thì mệt người nhá. Đấy anh em, mấy con hệ bay mệt người này, những cái con mà Banshee đâu cũng cực đó anh em ạ. À, những cái con nào nói chung là lượng sát thương không cao hoặc là máu máu mỏng ấy, một đít là đi, một quả là đi anh em ạ. À, đúng rồi. Đấy, con này ngang ngửa với con bá chủ. Nếu mà so sánh con này trên con hô bá chủ ấy, thì tôi nói thật anh em luôn, con hô bá chủ ngon hơn. Mẹ nói hơi 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 mắc cười tí nhưng mà thực tế là thế mà anh em ơi. Đấy, thực tế luôn là con hô bá chủ nó ngon hơn con Unova này là cái chắc. Tại vì sao? Tại vì hô bá chủ thì nó bá chủ rồi anh em ạ. À, mấy con bá chủ khác thì thua là cái chắc, nhưng mà con hô bá chủ thì khắc hệ anh em. Hai con đánh nhau thì khắc hệ, nhưng mà hai con mà đi này kia thì tôi tùy anh em sánh gì ta, so sánh nhá. Ok, con này anh em ạ. À, đấy anh em xem, nửa con là của con Black, nửa con là của em White.
nhìn nhiều lúc nó cũng hơi nhức mắt tí, nhìn góc này anh em tưởng có con quay, ai ngờ nhìn vào đây lại là con Black để rồi nãy thì sao đồ họ hình rồi bóc phát chém gió anh em tí. Giờ vào vấn đề chính, sơ kiểu biết chứ em nói thì con này xài cả đam lẫn crit, anh em muốn chơi cái nào, nhưng mà tôi nghĩ anh em nên chơi một hệ thôi, crit hoặc là đam, sau này anh em có thể chuyền team, chứ mà anh em chơi cả hai sau này anh không chuyền team được nhá. Như cái này đọc full nổ này, full tăng nổ này đấy, và full crit đột phá skill lộn, điểm cá thể đột phá này anh em ạ, đột phá thể đột phá thẳng vào cái crit speed HP đấy anh em, speed 3k7, crit tăng tới là 2k7 luôn, căng chưa anh em, quá là căng. Xét đồ anh em bắt buộc mặc nó là xét pho là điều ấy, mặc xét cắm xét à mà xét cắm xét vẫn ngon nha anh em, thôi tôi để xét cắm xét tôi test cho anh em xem. Tại vì sao xét cắm xét nó tăng cực kỳ là nhiều chỉ số, nó hack cái lượng speed của tay mình nó đi lên cao anh em ạ, và cái này nó lại nổ sấm sét cực kỳ là ngon. Và rebound mấy ông có thể là đeo, nó là tôi nghĩ là đeo nên đeo ước nha anh em ơi, nên đeo ước thì sẽ tuyệt vời hơn. Ok giờ thì để tránh mất thời gian của anh em vào luôn đi khiêu chiến với lại là những anh em trong server nhá, thì 77 mét lực chiến, tại vì tém 3 nên mình quyết định đánh với mấy ông ngang ngang hoặc là thấp hơn trước anh em ạ, chứ mà để đánh cao hơn ấy thì chỉ có ăn shit thôi anh em ơi. Ok giờ tôi sẽ lượm luôn cái ông ít lợi nè anh em ạ. Ok nhá, hôm nay chơi team bay nha anh em ơi, team bay thì gặp cái team tôi chỉ biết khóc anh em ạ, một phát thôi rồi ô bay thằng gió luôn anh em ạ, phát nữa này bay hô này, phát cuối này đi luôn đây bay ra nè, ui tưởng yếu anh ngờ mạnh vãi ái anh em ạ, ui căng đét luôn. Thôi để tránh mất thời gian của anh em, tôi vào vấn đề chính, test với những ông lượt chiến khủng nhá. Lượt chiến yếu yếu thì khó để so lên bàn cân quá anh em ơi. Ok thì đánh luôn với ông là 72 mét lượt chiến nhá. Unova tôi cho anh em xem chỉ số này. Rồi 772k speed anh em ạ, 43 triệu HP. Ôi mẹ. Đùa nhau à, 43 triệu HP anh em ơi. Một phát bay thằng gió này, hai phát là đi luôn. Ui 900k speed anh em ơi, gần cái chiều speed anh em à, tính ra chỉ số của này hắc lên cao thế anh em ơi, đã thế tôi quá là thích em nó luôn ấy. Rồi x nuki anh em, rồi mà vào lùm luôn, tuy là chỉ số lực chiến hơi cao nhá, nhưng mà thôi anh em ơi, tôi sẽ đi thử độc cho anh em luôn. Ok giờ thì lùm luôn anh em ạ. Một phát chưa băng, hai phát đấy anh em, đi cái con thằng gió rồi. Giờ tới em này nhá, giờ thì ray qua da này này thì hô ô này, anh em cứ đập mạnh thẳng thẳng mặt em này là đi thôi anh em. Chung con hô này chỉ số cũng vừa vừa thôi, so với Unova này thì một trao một giật anh em ạ. Con này thì 250k speed, trong khi con hô con Unova tôi tận tới là đây anh em 900k speed anh em ạ, một chém này anh em. Nói chung là full dùng full cái băng anh em ạ, cứ dùng băng mà đẩy thôi đấy anh em. Rồi nói chung speed cao hơn quá là xa, nên là kèo này nó cũng không gọi là quá là hay đâu anh em ơi. Chúng tôi cũng muốn kiếm một cái kèo nào đó mà gọi thật sự là cân kèo nhá. Ok giờ tôi sẽ đánh với lại ạc quân anh em ạ. Ạc này thì không biết sở hữu như thế nào đây, nói chung chỉ số ạc mình quá là cao đi, đột phá nó cao quá anh em ạ, nên là đánh kèo nó cũng hơi khó tí. Ok thì ông này chơi gì đây, quay này quay da, nói chung kèo này thì lụm nhanh rồi, hai phát đi hết cả tem đấy. Quay em quay này trâu nhá, trâu đánh lâu cũng đi anh em ạ. Nhưng lý hoạt động rồi anh em ơi, một chém này. Giờ mỗi hôm nay thì dùng chiêu rồng đi, một phát đi, không đi thì hai phát anh em. Trâu đánh lâu cũng đi anh em ạ, đấy ngon lành canh đào. Giờ tôi sẽ đi lượm ông nào cao cao tí anh em ơi, nãy đánh ông quân đúng không, giờ tôi đánh với ông T nhá, ông T là ông tín nè. Ok hồi trước thì mình có làm một clip về ạc này rồi nhá, chính là con Palkia cộng hưởng mạnh nhất server Việt Nam anh em ạ. Ạc đó thì chế ạc này luôn nha anh em ơi, khỏe công nhận khỏe nhá, một từ thôi siêu khỏe anh em ạ. Rồi em yêu giáp này cũng căng anh em ơi, một phát này rồi thì bạn có cái trò tưởng anh em ạ. Rồi đi em quay tôi rồi, nổ xem xét đi, nãy giờ tôi thấy ạc tôi hơi bị kém nổ xem xét anh em ạ.
gần như là không thấy nổ luôn anh em. Nói chung là đeo cái này thì lượng chỉ số admin mình nó cao hơn rất là cao nhá. Một phát này không nổ xem xét anh em ạ. Tính ra đeo cái bộ này vào không có lợi ích gì nhiều so với lại cái bộ hô anh em ạ. Rồi giờ thì cứ đánh từng con đi thôi anh em. Miêu giáp này càng đánh càng đam càng to anh em ạ. Nếu không dứt nó sớm ấy, sau này đam nó phải lên tầm 6 củ thì bắt đầu mình thấm thía anh em ạ. Đấy, lên 4 củ 2 rồi đấy. Mỗi lần nổ thì nó tăng thêm 20% crit. Thì em đấy là cái lý do tại sao mà cái lượng chỉ số của này càng ngày càng cao. Rồi cho anh xem nhá. 4m2 cứ bị lên là 5m anh em ạ. Wow, đi đi sửa 54 luôn anh em. Mẹ đi sửa rồi. Nói chung quả này mình BK hơi ẩu nhá. Trong quả này BK thì vẫn win được nhưng mà tôi BK hơi ẩu tí chứ không là lùm màu đen anh em à. Rồi ok, tôi BK lại với ông Phốc nha nhá. Ủa đâu đâu, nhầm anh em à, đánh với ông kia 89 mét lực chiến chứ, quá là nhầm luôn anh em ơi. Ok, đánh với ông này thì kèo cũng hơi khó anh em ạ. Hô này thì quá khủng đi, chỉ số thì ngô này quá khủng anh em ạ. Ray thì full full đồ hình luôn thì kèo này hơi khó dành cho tên mình nhá. Rồi giờ thì còn mỗi em Unova này anh em ạ. Unova liệu có chống chống chịu lên được ba tem ba con bé tay bạn hay không đây, liệu cành cây cứ làm lên mùa xuân không anh em. Rồi thôi tôi thấy cái mùi này à, mùi hương em nồng say toan. Rồi toan 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 anh em à. Ok giờ tôi sẽ lấy lụm giống kia. Tôi kết thúc clip tại đây luôn anh em ơi, nhanh là nhanh gọn đi, lụm cái ông này phát sau đó thì kết thúc clip lại đây luôn nha anh em ơi. Lụm kho máu anh em à, dứt. Ok ông đây anh em à, tôi giờ tôi muốn win ổng ấy, tôi phải bắt buộc tôi phải đẩy cái con Ray này đi trước đi cho em Ray này về với miền đất hứa anh em ạ. Thôi không được thì nổ anh em, nổ một phát này không đánh băng được anh em ạ. Bị cái mình không thể đánh băng trên bàn, vấn đề là mình hơi 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 quan ngại anh em ơi, không đánh băng được thì hơi khó nhá. Con mèo này đầu tiên thì 3m3 thôi anh em ạ. 3m3 thì quá bình thường, 3m3 crit thì quá bình thường, 3m7 thôi. Rồi pha này lên 4 mét mấy này nè, chưa lên 4 mét mấy à. Giờ thì đi em Ray. Rồi giờ thì bắt đầu tôi đẩy thẳng mặt em Mew thôi anh em. Nói chung là để cho Mew càng ngày nó càng mạnh ấy thì tí nữa là chỉ nhận 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 cái cơ thể của em Unova. Ôi mẹ nó sắp xếp đi em Mew luôn rồi anh em, ngon thế. Rồi thôi còn mỗi thằng hô này thì sớm thôi anh em ơi, chuyện sớm muộn thôi, chỉ số ngang ngang nhá anh em. Đấy, ngang ngang tay bạn 500k, tôi xương xương ngang ngang thôi anh em à, gần 700 900k thôi, ngang ngang anh em vậy. Ngang ngang trong truyền thuyết anh em à. Ok chung HP mình cao mình cũng chả sợ đâu anh em, nổ mạnh tay vào nổ lên càng nổ mạnh càng tốt nhá. Nói chung là chờ tôi cướp hai tơn là tôi lụm lão thôi anh em, cướp hai tơn là lụm thôi anh em. Đấy ok thì giờ mình cũng kết thúc clip tại đây luôn nhá. Mấy ông mà nên chơi con này nha anh em ơi, chỉ số tốt. Bút hút của hai con còn lại cực kỳ là ghê. Qua Black cộng hưởng vẫn có thể chơi với Unova tại vì nó hút cả bá chủ Unova, nói chung trạng thái miễn là Unova Kyurem qua Black nó hút hết anh em ạ. Trạng thái méo gì cũng hút đấy anh em. Ok nhá, giờ thì mình cũng kết thúc clip tại đây luôn nha anh em ơi. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ nha. Bye bye, hẹn mọi người gặp lại ở clip theo nha anh em ơi. Bye bye.